Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2023-2030. Theo đó, trong năm 2023, thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại ba phường Kim Tân, Bắc Cường và Nam Cường, thành phố Lào Cai. Đến năm 2025, ít nhất 70% công an phường đạt tiêu chí này và đạt 100% vào năm 2030. Có 9 xã phường thị trấn và 2 cơ sở giáo dục điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm nay. Đến năm 2030, có ít nhất 68 xã phường thị trấn và 57 cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chí này. 9 giải pháp cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra để thực hiện kế hoạch, từ đó đảm bảo an ninh trở tự, an toàn xã hội trên mọi lĩnh vực.